changes. Những cái này mình phải chuẩn chỉ ngay từ đầu. Nội thất. Đấy, mình nhìn thì bản vẽ nó mới sạch được, mình quản lý nó mới đấy, nó mới đẹp được. Đấy. Thì bây giờ lần sau này anh sẽ nhìn này, người ta chỉ cần nhìn cái thanh bảng project browser này, người ta biết là người nào làm như nào. Và có những người mới làm đã biết hiện tại đến bây giờ ấy, nhiều bên cũng không biết làm app view template và làm phải đi ẩn từng cái một, nó rất là lâu, mất thời gian. Nó không có hệ thống. Làm việc không hệ thống. Làm cái này thì làm cho các công ty lớn, vì cái này là làm system, làm hệ thống. Và thường những cái này ấy là bọn em phải đi set up với công ty. Và cái này là cái giá trị nhất của công ty. Có nghĩa là ông nào quản lý hiển thị nó bản vẽ nó đẹp hay không ấy, là ở đây. Đấy, mà công ty nào chuyên nghiệp hay không là ở vị trí này. Có nghĩa là tôi cần 5 thằng vẽ cùng một file, nhưng mà thằng nào quản lý cái chỗ này nó đẹp, bản in nó ra, đầu ra nó đẹp hay không. Chứ còn vẫn là một mớ bong bong này. Cũng thằng nào cũng xây dựng được mô hình này, nhưng mà để in bản vẽ ra như thế nào là chuẩn thì lại không phải là thằng nào cũng in chuẩn được. Đấy. Như đây, đấy. Các cái thiết bị này. Đấy. Hoặc là quản lý đầu vào, ví dụ thiết bị đấy là cái gì, nó tên là gì, thì mình phải quản lý ngay từ đầu. Thì mình sau này mình quản lý hiển thị, ví dụ mình phải đổi hết tên thằng này về là Future hết, thì mình chỉ cần tích một phát là Future, là tất cả đồ Future nó đều, chứ nó không phải lộn xộn như này. Đây là mình lấy thư viện ở trên mạng. Mình chưa đổi tên. Không phải đổi tên, anh không. Mình chưa quản lý về nhóm. Chưa quản lý về nhóm mà sau này nó phải là chuyển về Catery. Là thằng này như này. Đây là thư viện của nó. Rất khó để đổi. Ví dụ như sau này rất khó để đổi thằng này nó chuyển về dạng gì. Đấy. Nó thuộc Family Relic đúng không? Nhưng mà em đổi nó về Future. Này. Sau này sẽ đổi là về Future. Đấy. Ok. Đấy, load vào đây. Đâu ra. Đây, chọn này. Thì nó sẽ thuộc về Future. Đấy, nên là ngay từ cái family dữ liệu đầu vào, ông ấy là người quản lý hết. Có là người quản lý đầu vào là gì? Mày đang loát thư viện gì vào đấy, anh chỉ cần kích vào đây rồi. Đây là cái gì? Sao lại tên là như này? Sao lại tên là như này? Sao nó không có tên gì cả? Nó không thuộc nhóm nào cả. Lúc mình quản lý thì chị mình biết. Thế mà thằng kia là vẽ láo. Đấy nha, mà lấy đồ trôi nổi đâu về các thứ. Thì đấy, mình quản lý như thế thì nó sẽ đúng theo hệ thống. Có thể làm việc Revit phải cực kỳ nguyên tắc. Trên nguyên tắc là ông phải tuân thủ theo người cầm đầu, chứ không kiểu là thích vẽ kiểu gì ông vẽ đâu. Vẽ kiểu gì vẽ là chết, sau này mình không quản lý được hết. Nó sẽ bị những cái lỗi, ví dụ như này. Ông mờ hết tất cả, tự nhiên nó nảy nòi ra một thằng nó nét trên bản vẽ. Nó in ra mới biết. Đấy. Thì đây là chung, ví dụ sau này anh muốn thay đổi tỷ lệ đúng không? Nó không phải 1/50, bây giờ có ông vào ông cứ tìm lên 1/50 giờ đổi tỷ lệ đâu bây giờ. Nó quá như này, khó, không thể làm, nếu mà ai chưa làm cách này thì không thể biết được. Đấy. Thì bây giờ mình chỉ cần vào bên này, mình đổi tỷ lệ một phát cho tất cả, ví dụ đổi 1/75 là 1/75. Chuyển về custom này, 1/75 thì tất cả bạn. Người ta nghĩ trước 1/75 thì tất cả tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng nào thế là 1/75 hết. Đây. Nó là rất sử dụng. Nó phải là kỹ, rất nhiều kỹ. Đấy, đây là 1/50. Và bây giờ em sẽ thả nó vào đây. Đầu tiên là mặt bằng tổng thể, đúng không? Em có mặt bằng tổng thể sẵn đây rồi. Đây. Đây, mặt bằng tổng thể đây. Nhìn tỷ lệ này nó rất to đúng không? Mình chưa app view template, giờ chọn đây. App view template nó chỉ làm đi làm lại thôi. Và chọn đây, anh phải chọn là size plan. Size plan là tổng mặt bằng. Đưa cái lên, mình ghi đây là tổng mặt bằng. Ok, size plan đây. Tỷ lệ của nó thì đây nó có thể là 1/200 hay bao nhiêu tùy. 1/200 thử áp. Để xem nó vừa bản vẽ không á. Này, ok. Này. Như này thì nó hơi bé. Lấy trục đúng không? Thì đương nhiên chọn đây. Mặt bằng tổng thể này, xem vào đây, tỷ lệ 1/100 hoặc là 150 thì tùy. Đấy, nhìn đây, mình sẽ phải vào khung bản vẽ để mình nhìn. Đấy, đây, chắc đây là vừa. Đây, bây giờ em sẽ phải xoay lại. Đây, tạm thời như này đúng không?
như là về, phải vào đây vào tổng thể này thì anh sẽ phải vào vào đằng này, anh sửa cái view template này thì ở đây nó sẽ có các cái quản lý hiển thị ở đây. Thứ nhất là shadow là bóng đổ này, nếu mà anh bỏ hết include này ra ấy, thì ngoài này sẽ tự động chỉnh sửa được. Ví dụ bỏ tỷ lệ ra, bỏ include này ra, ok, bỏ include ra thì anh click vào đây này, anh sẽ thấy này tỷ lệ nó vẫn thay đổi được. Còn nếu mà mình đóng cái include này lại là nó sẽ chạy theo view template thôi. Còn đây anh nhớ đây nó sẽ có một cái là vừa lúc em bảo anh nó là cái project name ấy. Đây này, project vừa lúc là project node. Đúng không? Đây mình phải để là true node thì nó mới quay đúng về hướng bắc của Nga. Này, đúng không? Và bây giờ mình phải muốn cho nó bay hết những cái đồ linh tinh này đi. Như rep plan rồi các thứ rồi chục chiếc không cần thiết, đúng không? Thì vào đây, riêng ông tổng mặt bằng này thì lại cần tỷ lệ 1/150. Anh hỏi tí là cái hướng bắc là do mình đặt ưu tiên từ đâu? Vừa lúc anh đi ra ngoài anh không thấy. Em bảo phải xem lại. Đây. Chọn này. Đấy mình để đây đúng không? Hướng bắc. Bây giờ mình sẽ chọn là ông trục này bay đi này, ông elevation này bay đi này nha. Đấy và phải có bóng đổ. Đấy, như này. Bây giờ phải vào đây. Mình chỉnh cái view này thôi. Mà là bây giờ mình chủ yếu dùng chuột, anh em không cần dùng bàn phím nữa. Quản lý chủ yếu hiển thị đẹp hay không là do mình. Còn nếu về công cụ dựng kia thì nó chỉ có thế thôi. Đây chọn đây. Đầu tiên là cái thằng đầu tiên để muốn nó mất đi cái trục này, mình chọn này, mình ấn grid. Grid nó không nằm ở đây mà nó sẽ nằm ở bên annotate là phần 2D ấy. Grid ký hiệu, tất cả ký hiệu nằm ở bên annotate category này. Anh ấn chữ grid đây, tích bỏ grid đi. Ấn chữ elevation luôn. Elevation này, tích bỏ elevation đi. Em ấn bỏ chữ rep plan đi nữa. Đấy. Bỏ tích rep plan, ok. Xong, nhìn nó gọn hơn hẳn đi anh. Đấy. Và cái chữ đây, mình sẽ cho đây, kéo lên trên này. Và mình sẽ chọn nó bản vẽ này, kéo vào đây. Đấy, anh thấy chưa? Đây này. Đó, thế đây. Đang là vị trí mặt bằng tổng thể chúng ta đúng không? Ở giữa đây. Đó, thì bây giờ cần những cái gì? Cần bóng đổ đúng không ạ? Thì chọn đây. Vào đây. Bóng đổ thì là phần lighting nha, anh thấy không? Mình sẽ vào edit này, nó sẽ ra một cái bảng ở đây. Bảng lighting đây. Bây giờ mình sẽ chọn đây, mình setting nó là vị trí. Ví dụ như đổ từ bên trên như bên phải xuống thì đây. Hoặc là chọn vị trí địa điểm ấy, vào still, chọn đây Điện Biên Phủ ngày hôm nay ngạn 10 giờ sáng. Đây. Nha. Em play ok. Sẽ bóng đổ. Đổ chọn luôn. Đây, thế thì hướng nào bóng đổ hướng nào chọn luôn. Đây. Đấy, như này. Và đây là cường độ sáng anh nha. Đấy. Chỉnh cường độ. 10 giờ sáng. Ok. Cần như bóng cần như thằng tắp em. Đã. Cần như thằng tắp em phải đạch đạch giờ đi, 4 năm rồi chiều. Không, cứ thử. Không. Xong nó như à. Bóng buổi trưa thì nó gần chiếu gần như thằng đúng. Đó 10 giờ là xuyên 4 năm ạ. 9 giờ là xuyên 4 năm. Đây có bóng đổ, đầu tiên mình phải vào shadow, mình bật bóng đổ cái nã. Vào shadow đây. Thì vào shadow này mình chọn là get shadow là bật bóng đổ lên nã. Đấy nó phải có bóng đổ. Đây. Đấy, thấy chưa? Anh thấy chưa? Và bây giờ muốn bóng đổ đậm hay nhạt. Đấy. Chứ không phải là mình phải quản lý hiển thị nó đậm hay nhạt. Thì đây mình sẽ vào shadow đây. Thì đây có bóng đổ đúng không? Nhưng mà mình phải vào lighting này, lighting này. Thì đây là cường độ của mặt trời. Còn đây là cường độ bóng đổ để cho tầm khoảng 40 thôi. Đấy nó sẽ nhạt đi. Đấy. Đấy thì nó phù hợp in ra nó đẹp. Thế cái máy kia giống kia nó không ấy à? Đã. Nó còn nó một bên sáng cái tối à? Ví dụ bên nào nó bị che ánh sáng nó phải không, nó không có tính cái đấy không? Không. Sao? Ví dụ như bên ánh sáng bên này nhá. Vâng. Đúng không? Vâng. Thì cái bên này nó phải tối hơn. Nó vẫn chịu sáng. Nó vẫn chịu sáng. Đây là từ trên xuống mà anh. Nó vẫn chịu sáng. Gần trưa. Nó vẫn chịu sáng. Bây giờ nhá. Nó cho hẳn chiều hẳn sáng thì đầu đây. Trời thấp hẳn thì nó ánh sáng nó vẫn vào đấy. Anh cứ linh đúc đây. Nó vẫn sáng như thế. Đây ví dụ như là anh muốn kia thì đương nhiên là lighting. Năm giờ chiều. Anh chọn này đi. Hai giờ đêm đi. Năm giờ chiều thế nhỉ? 4 giờ sáng đi chẳng hạn. Sáng em sẽ bóng. Đem gì? Đấy,
Anh thấy chưa, bên này nó sáng, bên này nó tối hơn chưa? Tức là ánh sáng lúc đấy là nó vẫn có trên đấy. Đấy, thôi để này thôi. Đấy, dậy luôn cả không theo giờ nữa mà theo trai phải. Đây, trai phải thì anh, em nghĩ là anh đi số liệu là anh vào đây. Dạ? Bắt đầu tập thể, không phải đi bí cũng chỉnh, không phải đi cái gì cả, chỉ cần thể hiện này thôi đúng không? Thể hiện hướng bắc ở đâu, vị trí hướng bắc của anh ở đâu, hình ảnh như thôi đúng không? Đấy thì mặt bằng tổng thể là anh chỉ cần thể hiện hướng bắc, và vấn đề ấy, trong mặt bằng tổng thể ấy, anh thể hiện được cho em là chấm chiều cao tầng đối với nhà chiều cao tầng, cái thứ hai là chiều dài chiều rộng khu đất là chuẩn. Còn mặt bằng định vị, mặt bằng định vị là mặt bằng gì, là định vị từ tim trục cho đến vị trí chỉ giới đường. Nhưng mà vấn đề đây là người ta làm gì, là người ta sắp xếp bản vẽ khối lượng xong người ta mới đi. Người ta thể hiện bản vẽ, người ta thể hiện bản vẽ nào là được bản vẽ đấy. Chứ không phải là bây anh cứ đi loạn lên xong rồi anh bứt vào đấy xong cuối cùng lúc cái thừa đi cái thừa đi anh chả biết chỗ nào. Anh phải đi lần lượt từng bản vẽ, anh phải đi lần. Còn đây em đã đi một phát là đi bản vẽ nào được bản vẽ đấy luôn. Đấy. Có nghĩa là mình ở đây là về về những cái đấy, về kỹ năng nghề đấy là không cần phải chỉ thêm. Đấy. Thì đây, đấy thì em để này thôi, còn sau này em sẽ đi lần lượt từng bản vẽ em đi một phát. Em xong em lại kiểm lại một lượt nữa, thế là xuất hồ sơ. Hoặc là giao việc cho ông kia chỉ có nào mà lá sàn, hôm nay chỉ có một cái ổ A3 này phải xong chẳng hạn, phải đim xong, phải tách xong cho tôi chỗ đấy. Thì đương nhiên là phải xong. Giao công việc. Giao theo đầu việc này chứ mà tất cả sau này cùng làm trên một file thì ông kia ông cứ làm phần này, ông kia làm kia thôi. Người ta phải làm như vậy chứ không đi vào chi tiết ngay. Đấy. Đấy thì tương nhiên mặt bằng định vị công trình này thôi. Bây giờ mình sẽ vất mặt bằng định vị công trình ở đây thôi. Mà đầu tiên cứ vất vào hãng, được chưa? Rồi đi chỉnh từng mặt vẽ sau. Mặt bằng tường xây đây đúng không? Tầng 1 đây, mặt bằng tường xây tầng 1 đấy. Tầng thả vào hãng. Nghe vẻ hơi to rồi. Giờ chỉnh về tỷ lệ 1/75 này ạ. Ở đây chỉnh một phát nó xong ngay. Vừa đấy hướng dẫn cách thả không phải nhỉ? Đây. Qua rồi thôi. Đâu? Đây em đang thả đấy. Đây 1/75 đây. 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 Cầm từ đâu? Bây giờ anh vào mặt bằng tầng 2 đúng không? Thì bây giờ chia đây. Mặt bằng tầng 2 tường xây đây đúng không? Cầm kéo thẳng cầm thả vào. Kéo thẳng dí vào. Đấy. Kích chuột vào đây kéo vào. Vâng, anh nhấn chích chuột cái là mình vào không bật vẽ xong mình kéo lên kia cầm thả vào đây và xít trước để hiện ra nó kéo đây qua xây thả vào và trong đây nó sẽ có sau này nó sẽ có đấy, đây là mặt bằng tầng 3 đúng không? Thì ví dụ như sau này mình muốn không phải mặt bằng tầng 3 ấy, nó chỗ này nó vẫn là tầng 3 tầng xây mình ghi lần lượt này đúng không? Nhưng mà trong tên ở trên cái project browser này là tên để mình quản lý nó dễ thôi. Còn tên trong khung bản vẽ là tên khác. Chọn đây. Bên này nó sẽ có ở đây là view name là tên ở trong view dự án. Còn tile on sheet là tên trong dự án. Tên trong đây là mặt bằng tầng áp mái. Đây. Nó sẽ ghi mặt bằng tầng áp mái mà ở ngoài này quản lý view name là nhà, nhưng mà tên trong bản vẽ nó khác. Không sao cả đúng không? Không, cái này phải chuẩn chứ. Trên trong bản tên trong bản vẽ nó liên quan đến vấn đề là ví dụ mặt bằng tường xây tầng 3 này. Anh thấy chưa? Có tên sheet khác. Đấy. Có nhiều sheet khác. Trong ấy có nhiều bản vẽ khác nhau đi trong bản vẽ này. Vâng. Có nhiều đấy. View khác nhau. Vâng. Ví dụ như ở đây. Này tên sheet này. Rồi. Đấy, các thứ đây mặt bằng tường xây sheet lên này. Đấy. Tường xây tầng 3. Ví dụ đây mặt bằng tầng áp mái là tên là gì? Này nó sẽ có tên đây này. Này sheet name là tên của bản vẽ. Anh thấy chưa? Ví dụ như em muốn hỏi em kéo ra bản vẽ. Đã. Cái tên cái kích thước chữ kia mình phải thay đổi không? Cái này ạ. Ừ. Cái này có thay đổi được hết chứ. Tất cả thay đổi được hết. Đây nó sau thôi. Vâng, đây là phần dim text các thứ, phần ghi chú thứ em lại nói. Đây mới chỉ là anh tạo ra các view template nhá và anh sẽ phải thả nó vào tất cả các cái mặt bằng này. Đầu tiên để cho đủ khối lượng hãng. In lúc nào thì in. Đấy. Đấy cứ kéo vào đây hãng, để đây hãng. Nhà mặt bằng bố trí nội thất đây hãng. Và khối lượng nào cũng đã đủ hãng. Thế nhờ còn đẹp hay xấu thì tính sau. Đẹp hay xấu lúc đấy là do mình. Cứ đủ khối lượng bản vẽ. Đấy, đừng kéo nhầm là ngày vào nó chết. Thằng nào chuẩn thằng đấy. À, đấy.
Xin nếu giả sử nhầm như sao? Nhầm xóa đi. Nhầm có một điều nhay nữa. Bây giờ đâu đi về nhà. Nào bây giờ ví dụ mặt bằng lát sàn đấy đúng không? Okay. Mà anh cầm cái mặt bằng tầng 1 nội thất này anh dí ở đây ấy, nó không nhận thì nó sẽ bảo là bản vẽ này đã được bố trí vào tờ A3101 rồi. Chứ không có chuyện nhầm lẫn như thế đâu. Nó sẽ báo là đấy. Chỉ sai lệch thông tin ấy. Vâng, ví dụ đây có mặt cắt đây, em đưa về mặt cắt đây. Nha. Em sẽ tống cái mặt cắt này vào đây. Sáng nay còn rất nhiều thêm đó. Đây. Em cưới. Cái gì? Cho nốt cái này. Vâng, nốt cái này. Đây. Đây mặt. Cứ đi đi. Đây đây mặt đây là. Chắc là chỉ có tí thôi. Đây. Thì đây là cái mặt cắt của nó. Thì đây đang là mặt cắt 11, vị trí 11 đây. Thì anh sẽ nhìn ở đây ấy, anh sẽ thấy là mặt cắt ở vị trí nào. Khi bố trí ở đây nó đang ở tờ số 7 đúng không? 7A101. Thì anh sẽ về mặt bằng tầng 1 xem. Vâng. Thì đây, anh sẽ thấy là nó ở vị trí tờ, đây chính là mặt cắt này này. Nó đang ở vị trí tờ A7101 đây đây. Nó tự động hiện lên. Nếu mà anh thay đổi bản vẽ đi thì cái này nó cũng thay đổi theo. Thì anh chỉ cần nhìn vào bản vẽ này, à mặt cắt này ở tờ này đúng không? Thì anh cứ dở tờ cuối ra thôi. Không thể nhầm được. Với là anh cũng chỉ có anh đánh tên nhầm thôi, chứ không bao giờ nhầm được. Muốn nhầm không thể nhầm. Không muốn nhầm không được. Đấy, cái trò chen bản vẽ như kiểu kia là hay bị là đấy, sót. Nhưng cái này thì không bao giờ có chuyện đấy. Những cái lỗi ngơ ngẩn nó không bao giờ xảy ra. Đấy, ví dụ mặt cắt đây rồi thì bây giờ mình sẽ tạo thêm view mặt cắt thôi, ví dụ chọn đây. Anh chọn đây đúng không? Thì thường thường nó sẽ bị nhảy xuống dưới này. Bây giờ mình chỉ cần thêm bản vẽ là đánh vào đây là số về đúng chuồng là số 7 ạ. Nha, tờ số 2. Đấy, mặt cắt. Anh đặt trùng tên giả sao? Đấy. Đấy. Ở đây nó bị trùng tên này. Chỉnh tên này đi. 07 A7102 102. Đấy, về đây, xong lại tống tiếp cái mặt cắt này vào thôi. Cho cái mặt cắt này. Mặt cắt là section. Đây này, section building này. Nếu mà anh muốn chọn ấy, anh phải chọn hết thằng này này. Anh đổi tên đi. Edit này, relay gì. Mặt cắt chính. Cho nó Việt Nam. Đấy nhá. Ghi đây MC thôi cho nó dễ. Mặt cắt chính đúng không ạ? Đấy, nó sẽ có chữ session này, bên cạnh này là chữ mặt cắt chính này. Đấy, thấy chưa? Đấy. Đấy, chữ 2 đây. Thì đây nó sẽ chữ mặt cắt chính này. 2 này. Thả vào đây á. Bây giờ anh về mặt bằng anh kiểm tra xem. Đấy. Đây. 7A102 đúng không? Và bây giờ anh sẽ click đúp vào đây. Bây giờ như này nhá. Có nghĩa là anh đang ở trong khổ bản vẽ riêng này, tờ giấy riêng này. Giờ anh muốn hiệu chỉnh, muốn vào đây đi, anh muốn làm gì ấy, anh chọn đây này, anh muốn hiệu chỉnh nó ở đây ấy, thì anh phải click đúp vào, click đúp vào trong để mình chỉnh sửa nó. Đấy, để mình chỉnh sửa nó hay là căn kéo gì. Xong rồi trước khi mà mình muốn ra thoát ra ngoài, mình phải chuột phải detach view là mình thoát ra ngoài. Nó giống như kiểu là làm layout ấy, gõ két ấy. Đấy, có nghĩa là anh đang ở trong đây, anh là ở ngoài layout rồi. Anh đang ở khung bản vẽ tỷ lệ 1:1, bây giờ anh đang ở tỷ lệ 1:1, còn anh click đúp vào đây là anh nào đang trong model rồi. Anh đang trong model, anh có thể đi tách chỉnh sửa cái này, anh sửa quy mô tường tổ các thứ là nó cũng chạy hết theo như bình thường đó, chứ mình không cần về cái model kia nữa, không cần về model kia nữa. Đấy, đấy thì đây mình sẽ chỉnh trên từng khung bản vẽ một nha, xin đây đấy, đấy sắp xong hồ sơ rồi đấy. Đấy, in một phát là in một phát ra một file PDF luôn. Nó in là một phát hay là có một file thì kéo gửi một phát là xong. Đấy. Nên tạm thời đến đây áng nhá. Nghỉ tí ấy.